对你太尊敬，若你去决斗蝶泳，就当要以我强悍取胜，战斗已锁定。精选过数百万人，才遇到守好敌人，这刻终于要点跃人，愉快得要抖震，游过十百万之后也不会足够，永远要你做对手，原来这竞赛在最后谁是谁的手，也是个借口，明明最双手牵手，为何却专登苦斗？泳池有对可以密友。就当你太过有本领，约你去决斗蝶泳，就当我趁你痛痒高兴，战斗已锁定。精选过数百万人，才遇到守好敌人，这刻终于要点跃人，愉快得要抖震，游过十百万之后也不会足够，永远要你做对手，原来这竞赛在最后谁是谁的手，发现也是个借口，明明最双手牵手，为何却专登苦斗？泳池有对可以密友。Xem ra hai chị em không hề mất bình tĩnh, mau như chớp vậy, sẽ đi trước một bước rồi. Là cách từ phụ. Tôi đã nói chúng ta thắng chắc mà. Chúc mừng nha Ren, giỏi lắm. Con còn thiếu chút xíu là thắng rồi. Thắng thôi không thành vấn đề, quan trọng nhất là phát kỷ lục của mình. Con sắp thành công rồi. Rõ ràng là con vượt quá tiêu chuẩn. Đúng vậy. Chú cổ ơi, con xin lỗi nha, con đã cố hết sức rồi. Được rồi, chú biết mà. Về chứ, các bài tự phụ đã giành hết qua phòng, chỉ thua áo tấm trí năng thôi. Vậy cũng phải. Vậy sư huynh, tuy thua vẫn vinh, chiêu của con Nhàn cũng lợi hại lắm. Không biết có tên là gì vậy? Không liên quan gì tới ông. Ha, cái tên cũng đặc biệt lắm. À phải rồi, Tứ sư huynh nè, chắc anh còn nhớ chúng ta từng đánh cá gì chứ? Chuyện gì? Ờ không, anh nói nếu anh thua sẽ đóng cửa team để qua bên em rửa toilet đó. Ông có cần làm tới gì không? Ông đã ăn cướp áo rồi mà. Nè, không có bằng chứng anh đừng có nói bậy. Nhưng mà em thấy chúng ta là chỗ sư huynh đệ, thôi bỏ đi. Dù sao ông đâu phải là lần đầu tiên. Hôm nay con cũng mệt rồi, chú đưa con vào nghỉ ngơi nha. Xin lỗi nha, xin lỗi. Tôi sẽ kiểm tra tường tận cho cổ, cậu có phải tính toán thuốc có vấn đề hay không? Anh hãy mau chóng báo cho tôi biết. Nếu thật sự có vấn đề, tôi quyết định loại bỏ. Tôi hiểu rồi. Ren. Chú Ken. Con cảm thấy sao? Con không có gì. Ren à, tình trạng tay cô bị rung là vì cô vận động quá mức, cơ bắp mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ không có gì đâu. Yên tâm đi, chú Ken sẽ không để con có chuyện đâu. À, Nhan, lúc nãy nếu em có cái áo tắm, nhất định em sẽ thắng. Anh không có chọc em đâu, em tin anh đi. Anh không có ăn cắp bản thiết kế thật mà. Ê, sao đúng lúc vậy? Nè, mày làm gì vậy? Đi thôi, đừng có nói chuyện với hạng người xuất sanh này. Nè.
Cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi. Mày nói gì vậy? Họ chưa làm sáng tỏ sự việc mà đã đối xử với mày vậy. Nên trời ơi, tao không biết nói gì sao. Không liên quan đến mày. Tao cũng có trách nhiệm mà. Tao không giúp được gì cho mày, làm cho mày bị mọi người căm ghét. Có mày tin tao là đủ lắm rồi. Nếu như để cho mày biết ai hại mày như vậy thì mày sẽ làm gì? Diệt khẩu cũng được đó. Mày thật sự nhẫn tâm vậy hả? Nói chơi thôi. Người này chưa đến nỗi phải chết, nhưng tao nghĩ có lẽ hắn đã bị trừng phạt thích đáng. Có lẽ hắn đang rất là hối hận. Như vậy đã là một sự trừng phạt lớn rồi. Anh bạn à, mày thông cảm cho nó hay là thông cảm cho tao vậy? Thông cảm cho mày, dĩ nhiên thông cảm cho mày rồi. À phải, lúc nãy BG chỉ thua có chút xíu phải không? Tao nghĩ cổ tập thêm cách bơi từ từ sẽ có cơ hội thắng phải không? Tao cũng nghĩ vậy. Hy vọng BG cũng nghĩ vậy. Hy vọng đi. Edwin. Bác gái. Ừ. Sao đúng lúc vậy? À, bác vừa mới gặp khách xong. Ủa con, tại sao lại ngồi ở đây vậy? À dạ, đúng lúc con đi ngang đây, biết trên đó có cuộc họp thảo luận khai quang rừng Phi Châu. Bản thân con rất có hứng thú nên định tới đây nghe, nhưng mà chưa tới giờ thôi. Nhưng lúc nãy rõ ràng bác nghe con nói với Ren là con rất bận rộn mà. Dạ. Thì ra hai đứa đã ra nông nổi này. Tại sao bác không biết? Bác thấy Ren đối với con tốt lắm mà. Thực ra con đã nói rõ ràng với Ren rồi, nhưng mà cổ... Con không hề thương nó thật sao? Cổ rất dễ thương, rất thẳng thắn. Nhưng mà từ từ, con cảm thấy cổ tốt với con, đó là một áp lực. Con biết tình yêu không phải là cảm giác này. Con nói với cổ, hình như là cổ không hiểu, hay là cổ không chịu chấp nhận. Con cũng không biết. Đứa con gái này của bác rất là hiếu thắng. Ta khoai tây chiên còn nóng hổi đi. Ê, trời, thơm quá thật. Ăn đi. Thử miếng coi. Ủa nhà đâu? Có lẽ nó bị thua, nó trốn chỗ nào khóc cũng không chừng. Trời ơi, tứ sư đệ, em tưởng nó là em hả? Nói gì vậy tao sư huynh? Đúng vậy, chị nhìn thấy đó, sao em vô dụng quá vậy? Gì chứ, chị đừng vu oan em. Thôi ăn đi. Thiệt. Nè, thật ra có ai thấy con nhà đó đâu không vậy? Không biết nữa. Biết à. Con đi nè. Ủa? Con còn giữ một người bạn để giới thiệu cho mọi người quen biết, ảnh là An đó. À. Kỹ An chứ gì. Nghe nói anh rất được quan nghênh ở bệnh viện Nhi Đồng. Ờ, các em nhỏ nể mặt thôi. Chào mọi người. Nè, bác của em là Du Đức đó. Ờ, cháu chào bác. Cháu và con gái bác là bạn thân. Thầy cháu quen nhau từ lúc nhỏ, gần đây mới có dịp gặp lại. Dạ đúng, dạ đúng. Ba còn nhớ lúc nhỏ con đi làm vật lý trị liệu không? Cái thằng nhóc mập ú ù đó. À, con nói thằng bé mập ú hả? Có chút ấn tượng. Chà, là Thanh Mai Trúc Mã có phải không? Sai. Đây gọi là lâu ngày gặp lại thôi. Hả? Nhàn à, con đã giỏi lắm rồi. Đừng vì lần này thua mà chán nản nha. Con không có đâu, con còn cảm ơn sự cổ vũ của mọi người nữa. Nếu áo tắm trí năng nhân tạo không phải con vĩnh mặt mà là con mặt thì chúng ta đã thắng rồi. Chú cổ à, chú đừng có như vậy mà. Đây chỉ là cuộc thi sản phẩm. Lần sau cuộc thi lớn chúng ta còn có cơ hội để thắng mà. Ừ. Nói đúng, nói vậy là hay. À, ừ, đúng. Đi. À, cảnh đi. À, coi tivi đi. Ô Nhan, em lên tivi ăn ảnh lắm đó. Tiểu Phong của chúng ta cũng đâu có tệ đâu, ít ra cũng rất ngọt ngào. Gì chứ, giọng hát của cổ còn ngọt hơn là hát rất hay. Ừ. Nè, nói thiệt nha Tiểu Phụng, còn hát hay hơn Betty nữa. Hát không phải chứ. Đúng đó. Nè, hay là tổ chức show ca nhạc đặc biệt. Ờ, đi hay nha. À, đúng rồi đó. Thôi đi đường mà. Ở đây đông người lắm. Đừng sợ, có anh đây mà. Được mà. Con được mà. Thank you.
lỗi nha Tiểu Phụ, anh xin lỗi. Sao mày kỳ quá vậy Sam, sai hết lần này đến lần khác à? Anh nói như vậy là có ý gì? Tiểu Phụ à, thật ra anh chính là chú lùn năm xưa làm xúc cái đầm của em đó. Là anh? Bây giờ anh nhìn thấy em có thể lên sân khấu hát, trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu chút xíu đó. Anh nghĩ đã đến lúc thú tội với em rồi. Tiểu Phụng à, cô đừng có giận nó mà. Nó vì chuyện năm xưa nên mới làm biết bao nhiêu chuyện cho cô đó. Anh vì em mà làm nhiều chuyện như vậy là bù đắp sao? Đúng vậy. Vậy em hỏi anh, anh có thích em không? Anh... Nói đi. Không có. Hả? Em hận anh suốt đời. Tiểu Phụng, Tiểu Phụng. Sao vậy? Tại sao hai chị em mình đều đau khổ vậy chứ? Bixi, cuối cùng tao đã hiểu mày bị ướp như chuột tổn thương đâu cũng biết mấy. Bixi, có phải mày muốn khóc không? Muốn khóc thì chúng ta cùng khóc đi. Nhưng tao đâu có. Hả? Nhưng tao rất muốn khóc. Còn cảm giác yêu đương, tao không thể hát, tao không thể hát nữa. Cờ quá à. Trên đời này không phải chỉ có tình yêu đâu, còn tình bạn và tình thân nữa mà. Sao lại không thể hát chứ? Xem này, không phải là xem hứa, mày vì ảnh mà không hát nữa. Thiệt là không đáng. Vậy cũng phải. Hãy làm như là Lương Vĩnh nói, làm lại từ đầu đi. Đừng nhớ những chuyện không vui trước đi nữa. Đúng, tao sẽ làm lại từ đầu. Anh đâu phải là xem hứa, anh có đáng là gì đâu. Ê, trời ơi, muốn làm người ta hết hồn sao? Làm gì sao giả bí mật hẹn người ta ra đây nói gì vậy? Vậy con nhàn thôi. Con nhà có chuyện gì? Hôm nay nó đưa một đứa con trai về nhà. Thật sao, người này thế nào? Biểu hiện của ông lạ vậy, không tốt sao? Nó không tốt chỗ nào? Bà đừng có không ngừng hỏi mà. Đứa con trai này chỉ có một điểm không tốt thôi. Đời hỏi của ông cũng cao lắm đó. Đứa con trai này nó ngồi xe lăn. Ông đừng có khinh thường người ta mà. Bà nghĩ như vậy thật? Ông đã hỏi con nhà có phải nó quen với người con trai này chưa? Vậy thì chưa. Chưa hỏi hả? Vậy được rồi, để tôi hỏi. Bà không muốn đừng miễn cưỡng à. Tại sao lại nói như vậy? Con cũng là con của tôi mà. Ông tưởng tôi nói cho qua chuyện sao? Nếu biểu hiện của bà không như vậy thì tôi đâu có hỏi chứ. Nếu ông cũng giống như tôi, phiền luôn chuyện của con Ren, sắc mặt của ông còn khó coi hơn tôi. Con Ren có chuyện gì? Quỷ lạc lạng hiếp nữa hả? Bà kêu nó bỏ con quỷ nó đi, tôi không cho nó lấy thằng đó đâu. Ông cũng không ngừng hỏi tôi vậy. Tuổi trẻ còn đang quen nhau, chừng nào mới tới chuyện đám cưới chứ? Con tới là vừa rồi. Sau này hai đứa con gái đi lấy chồng hết, chỉ còn lại tôi với bà hai người thôi. Ông nói bậy không à? Ở ngoài đường đâu đâu cũng có người, sao chỉ còn lại tôi và ông chứ? Không nói với ông nữa. Má à, má ăn thử đi. Cũng được. Sao má, có ngon không? Có di truyền của má đó. Ngon lắm, vừa ngọt. Người ta nói những cô gái đang cặp bồ đặc biệt vui, đặc biệt ngọt ngào, lại đặc biệt thích ăn món ngọt, có đúng không? Hả? Má nghe ba con nói hôm nay con đưa một người bạn mới về gặp mọi người, có phải không? Kỷ An à? Trời ơi, ba nghĩ lệch đi đâu vậy? Con nói đi. Con và Kỷ An quen nhau từ lúc còn rất nhỏ. Con cảm thấy rất hợp với ảnh đó. Ở bên cạnh ảnh rất là dễ chịu. Hai người giống như là ở chung một thế giới vậy. Chỉ có vậy thôi. Quan trọng nhất là hai đứa khoan hãy nghĩ tới thế giới của hai người mau quá là được rồi. Má à, má nghĩ lệch đi đâu vậy? Má nghĩ như vậy thì có khác gì so với ba chứ? Là cha mẹ dĩ nhiên là nghĩ như vậy rồi. Nhưng mà má và ba của con có khác biệt đó. Má không ngại vấn đề của Kỷ An đâu. Con kết bạn với ai, cùng chung một thế giới với ai cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là con phải biết con đang làm cái gì. Dạ con biết rồi má à. Như vậy được rồi. Đến. Nè. Nè, tới đây ăn thử đi. Hôm nay chị mới làm đó. Cố tình làm cho em ăn đó. Cảm ơn.
Con sao rồi, sao đi chơi khuya vậy? Ờ, hôm nay em con thắng mà. Đi chơi khuya một chút cũng đâu có gì đâu. Nè, hôm nay chị bơi giỏi lắm đó. Ờ, chị cũng cảm thấy vậy. Nên chị tự làm một ít thức ăn để tự thưởng cho mình, sẵn tiện để dành cho em luôn. Được rồi, em đem lên lầu ăn cũng được. Sao khăn giấy bỏ tùm lum vậy? Thương yêu chị Lucy sao? Làm gì vậy? Chị hai mà cũng ganh à? Không phải, con biết má cảm thấy má nợ chị nên tốt với chị hơn. Nhưng mà vậy, dù sao má cũng gần con hơn gần chị, cho nên tính kỹ con cũng có lời hơn. Nghe cả chuyện này con cũng hiếu thắng nữa. Bây giờ chị hai của con bơi càng ngày càng tiến bộ, con có ganh tị không? Má à, sao má nghĩ con như vậy chứ? Nếu như chị tiến bộ, con sẽ tiến bộ hơn nữa. Má chỉ biết là xưa nay con đã quen với chiến thắng rồi, cho nên má muốn nhắc nhở con. Con đường của con còn rất dài, giữa đường có lẽ sẽ gặp những chuyện không suôn sẻ, không chừng có khi còn bị thua. Con phải chuẩn bị tâm lý để biết cách đối diện với thất bại. Con biết rồi. Ủa, sao dạo này không thấy con rủ Edwin đi chơi vậy? Không nhất thiết tụi con phải gặp mặt thường xuyên. Thường ngày con lên ICQ cũng được mà. Vậy cũng phải. Thôi, tình cảm trẻ con là như vậy đó. Lúc vậy lúc khác, phải không? Như vậy còn tốt. Nếu như biết sớm là không hợp nhau thì đừng có miễn cưỡng, có phải không? Má à, có phải má có gì muốn nói với con không? Đâu có, má chỉ muốn nói chuyện phím với con thôi. Nè, không có gì, không có gì. Con chơi ICQ đi. Vậy chắc chắn má nói gì má rồi. Nào là hợp, nào là miễn cưỡng. Má à, thật ra má có chuyện gì vậy? Không có gì, má đang nói về đạo lý làm người thôi. Ý má có nghĩa là mấy chuyện tình cảm không thể gạt mình gạt người được. Những chuyện này con hiểu rất rõ. Nhưng mà không biết má thì sao đây? Má đã nói là má đang nói đạo lý làm người mà. Nói chuyện với con thôi, không phải chơi trò chỉ trích đâu. Lẹ lên, lẹ lên, con làm chuyện của con đi. Rồi, bye bye. Thực ra cô đã thắng cuộc thi sản phẩm rồi, cần gì phải tập chất giả quá. Giống như là huấn luyện viên nói, sức khỏe là trên hết, cô hãy nghỉ ngơi cho nhiều đi. Không được, lần trước nếu không nhờ áo tắm chức năng nhân tạo thì tôi sẽ thua đó. Nên tôi phải mau chóng luyện thành cách bơi nhiễu lưu và cuộc thi lấy cúp thắng một cách thật sự. Người này cứ vô đó. Tại sao cô ở đây chị? Tại sao tôi không thể ở đây chứ? Làm gì vậy? Muốn trở về thi đấu với tôi phải không? Tôi sợ bây giờ cô đấu không lại tôi đó. Đừng nói nhiều nữa, thi rồi hãy nói. Cô nói thi thì thi sao? Bây giờ tôi không có rảnh. Nè, tập khá lắm. Có biết tại sao tôi kêu cô đánh bầu cát không? Tôi biết. Vì cách bơi nhiễu lưu cần sức mạnh ở tay và chân, và phải chấp nhận sức ép của dòng nước rất là lớn, cho nên đánh bầu cát có thể giúp tôi đó. Tốt. Lúc đầu Minh Huy đề nghị với tôi dùng lại cô, tôi còn hơi đắn đo. Nhưng cô đó bây giờ, cô xứng đáng để tôi mời lại. Cảm ơn tổng giám. Nhưng mà... Chuyện gì? Có vấn đề gì thì cứ việc nói ra. Lần trước lúc tôi lén tập bơi đã để cho Ren nhìn thấy. Tại sao cô không nghe lời? Cô có biết cô là vũ khí bí mật của chúng tôi không? Tôi xin lỗi. Nếu như còn lần sau, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Nè, bỏ đi.
không có lần sau là được rồi. Chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Cora, cô và Ren đúng là quan gia ngõ hẹp. Có thể nói như vậy. Lần đó cô kêu tôi thi bơi, tôi cũng mặc kệ cô. Hồi nào nó đòi thi với cô. Đúng vậy. Cô hãy hứa với nó. Tại sao vậy sư phụ? Thi bơi không chết đâu. Hai người này là đối địch, nhất định sẽ khơi dậy đấu trí mạnh nhất. Con cũng muốn biết là ai giỏi mà. Tôi chỉ biết lần này tôi nhất định không thua cổ. Tốt. Tốt với ông trả hết nợ, nếu không chúng ta ôm nhau chết chung đó. Tôi cũng nói vậy đó. Được. Bây giờ tôi ra ngoài, lát nữa tôi quay lại. Đi ngân hàng lấy tiền tôi sẽ đi với ông. Trong người tôi chỉ có 20 đồng, chỉ đủ mua than thôi. Tôi định mua than lên để thiêu hết. Tôi em dở trò không vậy? Rồi, chúng ta đều là người lịch sự, mấy chuyện tiền bạc từ từ thương lượng. Liên quan gì mày? Được rồi, đừng có ra tay. Một tuần đi, bằng mỗi giá tôi cũng trả cho hai người, chịu chưa? Phải đó, nó đã hứa một tuần, hai ông cho nó chút thời gian đi. Được, tính ông thêm một tuần nữa đó. Một đi. Tuần thôi đúng không? Đúng là bị thằng phản bội đã hại chết. Cổ à, con nói một tuần lễ con có tiền thật không? Để coi sao, để tìm ông Chu con có giúp đỡ không? Hả? Ông Chu biết chuyện này làm sao chịu giúp con? Không làm vậy thì sao? Bây giờ nhảy xuống dưới à? Không, đừng nói vậy, tức là thật ra thì công ty của chú còn chút tiền. Chú à, chú đừng có ngây thơ quá. Con thiếu người ta 1,000,000, chú không giúp được cho con đâu. Ra ngoài chú đừng có nói quen với con nghe. Không làm vậy thì làm sao? Chuyện đã đến ắt có cách giải quyết. Con nhớ có chuyện gì tìm chú thương lượng nha. Con đừng có nghĩ ba cái chuyện nhảy lầu đốt than này chẳng hạn đó, biết không? Họ cũng sẽ mua than đến à. Có phải cậu đi làm không vậy? Có chút xíu là không xong. Làm à? Có thang máy rồi. Ê nè, có chừng chưa? Cái thằng phản bội kìa. Cậu bu ra đi, chú làm gì vậy? Mày đó, không phải là nguyên nhân cho mày nhiều lợi ích lắm sao? Tại sao đố mặt vậy? Nó nổi phải làm cu ly. Đừng mày mà là cổ. Sinh viên đại học mà. Tao nói chuyện với mày đó. Bình tĩnh đi ông đồ. Đừng mà cổ. Tao tốt cho mày, tại sao mày lại bán đứng tao? Hả? Mày có chừng ông trời trừng phạt mày đó. Lát nữa chờ mày dưới lầu nghe. Nè, cậu không sao chứ? Không có gì, anh có lòng. Có lòng gì? Nhắc cậu làm việc đó có lòng gì? Đứng như là khúc gỗ vậy. Uống nước vào siêu thị mua là được rồi, cần gì phải vào quán uống, rẻ hơn rất nhiều. Ôi trời, mày khuôn vác nó nổi tay chân bủng rủng hả? Mở lon nước ngọt không được. Tại tao dở thôi. Cầm lấy đi. Cảm ơn. Thực ra mày không cần phải làm những công việc nặng nhọc này. Không nặng nhọc, coi như là tập thể dục. Mày coi tao bây giờ nè, tao làm đến nỗi có con chuột luôn á. Tao nói thật với mày mà, mày kiếm đủ tiền học chưa? Không chỉ tiền học, còn tiền sinh hoạt gia đình cả năm. Má tao thường xuyên phải đi bác sĩ. Bây giờ tao không chỉ làm công việc này, tao còn hai lớp dạy thêm. Nhưng mà tuần sau là phải đóng học phí đợt đầu rồi, mày đã lo đủ chưa? Cố gắng thôi, cùng lắm về trường năn nỉ, có lẽ sẽ được đóng trễ. Hay là tao nhận thêm vài vụ làm ăn, mày đến phụ tao đi. Có phải công việc té chụp ếch không? Cũng được, nhưng mày phải theo thời gian của tao. Mày đã biết tao có mấy việc làm lận. Chính vì tao không muốn mày làm mấy việc. Mày còn không hiểu, mày rất giỏi toán, không lý nào mày không biết. Một năm học phí của tao cộng luôn tiền sinh hoạt 100,000 đó. Bây giờ tao không kiếm, chẳng lẽ chờ nhập học mới kiếm sao? Thôi đừng có uống không nữa, tao với mày vào quán ăn chút gì đi, tao đẩy. Vậy à, vậy thì ngồi thêm vài phút nữa đi. Trong đó sau 2:30 thức ăn giảm nửa giá. Mua đùi gà, mua một tặng một đó. Trong giờ phút này chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Dù Edwin có xấu cỡ nào, mình cũng nên giúp nó để nó có tiền học. Bây giờ hắn bỏ học thôi mà đâu phải là sắp chết đâu. Không có tay có chân, có việc làm đâu cần phải giúp. Đúng vậy đó, hắn tự làm vất vả một chút thôi, tự mình kiếm tiền đóng học phí là được rồi. Anh cũng nghĩ như vậy á. Anh đừng nói cho tôi hoài có được không? Còn Joe sao đây? Tao muốn lắm, nhưng mà... Trời ơi, nhưng nghĩ gì nữa, xưa nay Joe là người nghèo nhất mà nè. Anh làm vậy tức là lấy cơm trong chén của ăn mày đó. Cô nói nhiều quá, cô giúp đi. Tôi thà đem tiền cho hội tài năng trẻ đào tạo thế hệ sau thôi. Mấy người có cần tuyệt tình vậy không? Nè, bỏ đi, đừng có năn nỉ họ. Thực ra Edwin cần bao nhiêu tiền, coi tôi có thể góp được không? Một năm chỉ có 100,000 thôi. Anh đó thật là vô dụng, nói cả đêm mà không giúp được chút gì hết.
Em giỏi quá, em có cách gì không? Bây giờ tôi chờ má về coi có cách gì hay không. Đó, về kia, về kia. Ai nhắc bác vậy? Má à, má. Sao đông đủ quá, làm gì vậy họp à? Không có. Louis đang nghĩ coi có cách gì giúp Edwin đóng học phí. Nhưng mà đã suy nghĩ cả đêm rồi cũng không ai có thể giúp được ảnh. Nên con muốn hỏi má có thể cho ảnh mượn không vậy má? Học hành rất là quan trọng. Được rồi, má giúp nó, lát nữa má sẽ ghi chi phiếu cho con. Cảm ơn má, ngày mai con sẽ đem tới cho ảnh liền. Bác gái, thiệt tình con phải thay Edwin cảm ơn bác. Cuối cùng đã giải quyết được chuyện của Edwin. Ê Bill, trước 2 giờ con phải giải quyết xong công việc của tôi. Nếu không hàng của tôi lo không xuể đâu đó. Yên tâm đi, tôi làm gì anh cứ yên tâm đi. Vậy tốt rồi, trời ơi. Ê, trời, cậu bé, cậu cẩn thận, cậu đừng làm bể hàng của tôi. Trời ơi nè, nó có làm nổi hay không vậy? Để tôi giải quyết cho. Khiên cẩn thận một chút đi, cậu làm bể tôi tính từng món với cậu đó. Dạ tôi biết. Nè, Edwin, nè, em giúp anh. Nè, có phải đi làm không vậy? Cậu, dẫn theo bằng cách đi làm hả? Cậu đi ngang đi thôi. Anh Bill à, có thể cho tôi chút thời gian nói vài câu. Lẹ lên đi. Dạ biết. Nè, để xuống trước đi. Nặng quá, một mình anh làm sao khiên nổi. Tại sao em đến đây vậy? Em đến đây nói cho anh biết, anh có tiền đóng học phí rồi. Sao em có nhiều tiền quá vậy? Em mượn của má em. Anh không nhận đâu. Làm gì vậy? Em đâu phải kêu anh khỏi trả. Ít ra anh không cần làm những công việc nặng nhọc này. Ở đây làm gì có vấn đề gì chứ? Em về đi, anh Bill đến rồi. Tóm lại anh cứ nhận đi, nè, vậy đi nha. Nè. Có bạn gái lo, không cần làm vất vả quá. Nè, không phải cậu bắt tôi khiêng một mình chứ? Tôi khiêng. Tao trả tấm chi phiếu này cho Ren. Mày đừng vậy mà, bây giờ mày rất cần tiền. Phải, tao rất cần tiền. Nhưng tao hy vọng là do tao tự kiếm được. Hơn nữa, tao muốn Ren hiểu rõ với tao hiểu. Tao hiểu mà, tại sao mày lại không nhận tấm lòng của cổ? Thì tất cả cũng tại tao, tao không giúp được cho mày. Nhưng mà thực tình tao đang nghĩ cách. Tao không muốn là sau mùa hè không có người bạn học của mày. Yên tâm đi, sau mùa hè nhất định sẽ gặp tao. Ba má, con đói bụng quá, có thể ăn cơm chưa? Em lại nói bậy gì đây? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Em không biết anh giấu bác trai bác gái. Con đừng có trách Ren. Con tưởng mỗi ngày con đem áo đẫm mồ hôi dày dặn bác không biết. Con xin lỗi má, con không cố ý gặp má. Ai Quyền à, thật ra không có gì đâu. Đi làm vào dịp hè, nhưng ba sợ công việc khuân vác nặng nhọc con làm không nổi thôi, sẽ dễ dàng bị thương. Ba má biết con ngoan, muốn tự mình kiếm tiền đóng học phí. Nhưng những vấn đề này má và ba sẽ tìm cách giải quyết. Phải đó. Anh nhận lại tấm chi phiếu đi. Anh có thể từ từ tìm công việc khác. Đừng để hai bác phải lo lắng nữa. Anh không nhận chi phiếu của em đâu. Em muốn anh nhận, tại sao anh cứng đầu quá vậy? Em buông tay ra đi. Trời, con làm gì vậy? Có một cô bạn gái tốt như Ren mà còn đối xử như vậy. Má, cô không phải là bạn gái của con đâu. Cô. Nè, chuyện của bọn trẻ chúng ta đừng có xen vào. Nè, ra ngoài uống nước đi. Đi. Ăn mặn gì ra được ngoài rồi. Hả? Có chuyện gì hai đứa từ từ đi, nói đi, nha đi. Từ từ nói nha. Đi thôi. Thật ra em đã làm sai chuyện gì? Tại sao em làm gì cũng đều không đúng vậy? Em đã làm rất nhiều chuyện vớ vẩn. Anh đã nói với em rất nhiều lần, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em không cần tốt với anh như vậy. Em thích tốt với anh như vậy. Em làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nên anh không được coi em là bạn bình thường. Không phải em làm như vậy thì anh phải chấp nhận em đâu. Nếu đổi ngược là chị Biri, anh có đối xử với chị như vậy hay không? Em nói không sai chứ. Chỉ có gì tốt, giả dối, đóng kịch. Kia Steffi gọi điện thoại đến đài phát thanh, giả đò như là yêu anh lâu lắm rồi, để anh thương hại. Không liên quan đến cổ đâu. Cổ là chị của em mà, em không được nói cổ như vậy. Em mặc kệ. Tóm lại anh không được thương chị cũng không được thương anh. Ủa, Ren,
Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Chị đừng có đụng tôi. Tôi xin chị từ nay đừng có nhìn tôi với vẻ mặt như vậy. Đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy. Chỉ có Edwin mới thích thôi, tôi không có thích đâu. Chị giả bộ thì chờ giả bộ trước mặt ảnh đi. Còn nữa, tôi nói cho chị biết, bây giờ không phải chị thắng giành được Edwin đâu, mà là tôi không cần nhường cho chị thôi. Em nói gì vậy Ren? Chị giả bộ gì chứ? Chị không có. Sự thật chỉ là hai người như vậy. Xấu xa. Đúng rồi Ren à, sự thật là từ đầu con và Edwin đã không hợp nhau. Tại sao con lại đổ thừa cho chị hai con? Má à, chị đã làm rất nhiều chuyện xấu, má không có biết đâu. Chị không có. Chị và Edwin đâu có gì đâu. Chị có, chị có mà. Chị không có. Đúng rồi, đừng có quá đáng nữa. Bình tĩnh làm sáng tỏ mọi chuyện mới được chứ. Phải đó Ren à, chuyện tình cảm thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Bấy lâu nay má quan sát con, má đang suy nghĩ thật ra con có thật lòng yêu Edwin hay là không. Hay là bản thân con hiếu thắng, không chấp nhận thua cuộc. Không thể như vậy đâu con gái. Quan hệ với má và ông cũng không rõ ràng. Má không có tư cách nói con. Ren à, Ren. Bỏ đi. Có nói gì với nó nghe cũng không lọt tai đâu. Tính sao đây, bỏ mặt nó hả? Cứ để nó té đi, coi như bài học. Khuya vậy? Anh cũng khuya vậy. Tình Nhi bị bệnh, nó kêu anh ở lại chờ nó ngủ rồi mới được về. Nó không sao chứ? Chắc là không có gì đâu, bị cảm sơ thôi mà. Thật là buồn cười, Tình Nhi đã thích Kỷ An này, ngược lại không thích Đại Hùng. Đại Hùng là ai vậy? Là heo con đó. Heo con nói thích Tình Nhi nên cố tình đặt tên là Đại Hùng. Nó tình Đại Hùng á? Chịu cười rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Thật ra em có chuyện gì? Em và Ren có chút hiểu lầm liên quan đến Edwin không? Em thật không hiểu tại sao mọi người đều thích gợp em lại nói chung với Edwin vậy. Em và anh thật sự không có gì. Không có gì là được rồi. Em không cần phải buồn hiu. Em càng buồn thì người ta càng cảm thấy hai người có cái gì đó. Anh nghĩ chắc em ngủ không được đâu. Hay là chơi bóng bàn nghe. Trời ơi, anh không biết chết là gì. Muốn thi với nữ hoàng bóng bàn này hả? Anh là vua bóng bàn đó. Lẹ lên, em ai thua đã ăn cơm đó. Ông Lạc không rảnh, có chuyện gì anh nói đi. Không phải ông kêu đại một người tới đây cho qua chuyện hả? Nói đi, thẳng thắn một chút. Anh muốn gì? Tôi muốn hỏi mượn tiền chú Ken. Có sao hả? Tôi đồ muộn quá, tôi đi toilet nha. Được rồi, đi đi. Cầm xài đi. Vậy là ý gì đây? Anh có tư cách gì mượn tiền ông Lạc? Chúng ta không có thân lắm đâu. Với tư cách là hôm đó tôi đã giúp cho ông bằng cấp mẫu thiết kế áo tắm trí năng. Tôi không lấy của ông xu nào. Nói thật, anh nói gì tôi cũng không hiểu. Mấy người làm vậy tức là quá cầu đút dán rồi. Hôm đó nói là lấy bản thiết kế làm copy thôi, nhưng mà bây giờ lại giành độc quyền. Có biết mấy người làm cho team của cháu tôi bây giờ phải đóng cửa sắp phá sản hay không? Còn bản thân của tôi nữa, thay tôi nhận tiếng xấu này. Mấy người chỉ làm ăn thôi, đâu cần phải quá đáng vậy. Nếu lần này tôi đến đây không phải bàn chuyện làm ăn với ông, tôi nghĩ tôi về nghe. Được, tôi bàn chuyện làm ăn với anh. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ chuyện này ra. Trừ phí gì? Cậu bé, anh nói anh giúp chúng tôi ăn cắp bản thiết kế, bằng chứng đâu? Công ty của chúng tôi lớn như vậy, cái chuyện anh vào tù còn được á. Đồ ngu. Ren. Xấu xa. Thì ra anh hại Edwin ra đông nổi này. Bây giờ thì bắt anh sao bắt anh? Ren à, Ren. Ren à, cô đừng có nóng nảy quá. Cô định đi báo cảnh sát thật à? Chính anh làm cho tất cả mọi người hiểu Edwin là người xấu mà. Nhưng mà như vậy đi, nếu như cô đi báo cảnh sát, chúng ta sẽ mất áo tắm trí năng nhân tạo đó. Không có đâu. Bây giờ huấn luyện viên Hải có vấn đề, không ảnh hưởng đến hồi bơi đâu. Sao cũng được. Hay là chúng ta tìm tổng giám để ông quyết định đi có được không? Đúng lúc vậy, tôi đang định tìm cô. Tìm tôi làm gì? Tôi muốn khiêu chiến với cô. 9 giờ sáng mai gặp tại hồ bơi đi. Không phải cô định thi với cổ thực chứ? Thi thì thi. Cô cũng thấy rồi đó. Lần này Tristan trở về quá phải tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cô cảm thấy tôi sẽ thua không? Tôi không có ý này. Nhưng mà nếu chúng ta có áo tắm trí năng nhân tạo thì chưa chắc cô thua đâu. Còn nữa nha, con người có ép về xấu xa, thương người này rồi đến người khác, cô cần gì phải nôn nóng giải quan cảnh.
Cho dù tôi không giúp ảnh, chuyện này cũng không đúng mà. Theo ý của tôi, cô nên nghĩ cho bản thân trước. Cho dù thế nào cũng được, chờ ngày mai thi với Tristan rồi hãy tính đi cũng được. Thiếu nữ đẹp, tại sao tốt quá vậy? Đãi hết tất cả chúng tôi ăn cơm hả? Có âm mưu gì đây? Tôi thấy lâu rồi không có ăn bữa cơm ngon với thằng cổ. Hiếm khi mọi người mới được đông đủ cho nên cùng nhau vui vẻ đi. Thiếu nữ đẹp, đâu phải là sinh nhật của tứ sư đệ mà con lại đãi ăn cơm. Bộ bây giờ con trúng số giàu to hả? Phải. Thỉnh thoảng vui vẻ bộ không tốt hay sao? Mọi người biết đó, chuyện đời cũng khó lường lắm. Đột nhiên có người ra đi vĩnh viễn thì vậy. Này này, nó bậy vậy đó. Mắm ăn muối nó bậy không? Nó bậy gì đó? Hả, nó bậy gì? Thiếu lỗi, kỳ lạ khó hiểu quá, không biết nói gì nữa chứ. Làm gì dễ, ăn bữa cơm vui vẻ thôi mà. Vậy đi được chưa, đói bụng quá. Rồi, đi. Nè, hay là chúng ta chờ Ren về đi cùng đi. Không cần chờ nó đâu, không biết bây giờ nó mới về. Chúng ta đi ăn cơm đi. Thật là đúng giờ. Louis mời ăn cơm đó, mọi người đang chuẩn bị đi. Con mệt lắm, không đi ăn đâu, mọi người đi đi. Đi mau. Con đi trước đi hả? Không phải là em sẽ nói hết mọi chuyện ra sao? Chưa nói. Chưa. Hôm nay chưa, còn ngày mai thì chưa biết. Em đừng có chơi anh mà, em muốn nói thì nói đi. Không nói là do tôi tự quyết định, anh sợ thì tự đi khai đi. Sao tay của em run quá vậy? Em vừa uống thuốc gì? Không liên quan tới anh. Có phải đội tụi con người nào cũng uống thuốc này không? Có thể thuốc này có vấn đề. Nếu thuốc này có vấn đề thì chú Ken đâu có cho tôi uống. Tên Lạc Hậu Nhân không phải là người tốt đâu. Hai người đừng nói xấu chú ấy nữa. Tên Lạc Hậu Nhân đó chỉ muốn thắng mà chuyện gì. Rê nào, thì ra áo tấm trí năng nhân tạo đó bị tổng giám quá lại rồi. Nhưng mà cô hãy thả lỏng đi, tôi biết cô nhất định sẽ thắng. Cổ từng thua tôi mà, sao tôi lại sợ cổ? Tôi còn tưởng cô không dám tới. Tại sao tôi lại không tới? Vậy cũng phải, cùng lắm là thua thêm một lần nữa, không có gì đâu. Khởi động trước đi. Khởi động? Chúng ta thi có cần không? Vậy bắt đầu đi. Tỉnh rồi sao? Người dậy đi. Ren, bác sĩ đã khám cho con yên tâm đi. Bác sĩ nói do con quá mệt. Xin lỗi tổng giám, con tự ý thi với Tristan. Nếu để cho chú biết, chú nhất định cản trở con. Nhưng chú hiểu mà, xưa nay con và cổ là đối thủ cạnh tranh. Không thi cũng đã thi rồi, quan trọng nhất là sức khỏe của con. Nhưng cuối cùng con cũng thua. Nhưng con không hiểu tại sao cổ lại biết cách bơi nhiễu lưu. Theo chú biết, ở bên Mỹ cũng có cách bơi như vậy. Lý luận không khác nhau mấy. Cho dù cổ biết cũng không có gì ngạc nhiên. Vậy đi, bác sĩ nói con nghỉ ngơi nhiều, con nằm nghỉ đi. Ellie, dạ. Chúng ta ra ngoài Ren nghỉ ngơi. Cô nằm nghỉ nha.
Ellie, cô đến hồ bơi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Dạ được. Hey, Ren à. Anh vào đây làm gì? Đi đi. Trời ơi, nghe anh nói trước đi. Ở đây người nào cũng là kẻ gian hết đó. Không biết họ đã cho em uống thứ thuốc độc gì làm cho em ngất xỉu. Anh đưa em đi bác sĩ kiểm tra cho kỹ nha. Đúng rồi đúng rồi. Những người ở đây còn ăn thịt người nữa. Nếu anh còn không đi, tôi sẽ la lớn để họ tới đây ăn thịt của anh luôn đó. Đi đi. Trời ơi, làm gì vậy? Tôi đi tập bơi đó được không? Em còn tập bơi. Em vừa mới ngất xỉu mà về nhà nghỉ ngơi đi. Anh phiền phức quá đi. Ê, Ren à. Ôi trời. Anh đừng làm phiền tôi nữa nha. Xét thay bác xét nghiệm kiểm tra sức khỏe của Ren. Một phần trong cơ thể của cổ đã xuất hiện tình trạng tổn thương. Nguyên nhân là gì? Có lẽ dùng thuốc quá liều. Tại sao lại như vậy? Có lẽ vì mặt tính toán thuốc xuất hiện sai sót. Các vận động viên khác có cần kiểm tra không? Về mặt bảo hiểm thì rất cần kiểm tra. Nhưng tình hình của Ren hơi đặc biệt. Cổ tập quá mức hơn người khác. Có lẽ thuốc đã gây tác dụng phụ vào cổ rồi. Tôi chỉ muốn biết nó còn bơi được hay không thôi. Vậy nạp vật vô dụng không cần phải thương tiếc. Chúng ta còn vũ khí bí mật. Về nhà đi. Xin lỗi tôi tới trễ. Tại sao cô ở đây? Cô bị mất trí hay là bị điên gì? Giờ phút này mà còn hỏi cô này. Tổng giám, đã xảy ra chuyện gì? Cô đến thật là đúng lúc. Mọi người qua đây. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố vị trí dự thi của cô do Kristen thay thế. Tại sao vậy? Tôi đã nói rồi. Chính thức không phải là mãi mãi. Có thực lực sẽ được chọn dự thi. Bây giờ với trạng thái của cô, thực chất làm dự bị cũng không được. Chú Ken. Đạo lý mạnh được yếu thua, con phải hiểu. Nhưng con cũng không nên vì mình không giỏi mà dùng thuốc cấm trợ lực bản thân. Thuốc cấm? Con không có uống. Thuốc đó là mấy người đưa cho con uống mà. Mấy người nói là vitamin. Thuốc tôi đưa cho cô uống dĩ nhiên là thuốc vitamin. Nào ngờ cô không biết tự trọng. Bây giờ còn diễn cớ ngụy biện. Hành vi của cô đã ảnh hưởng đến danh tiếng của hội bơi. Bây giờ con ở đây cũng vô dụng. Con uống thuốc quá liều. Bác sĩ nói con không thể chơi thể thao được nữa rồi. Cái gì? Con không thể bơi nữa, cũng tức là không thể dự thi. Tôi không uống thuốc cấm. Tôi không có. Ellie. Ren à, tôi đã khuyên cô đừng rồi mà. Nhưng mà cô không nghe lời tôi. Cho nên nỗi này tôi không biết được gì cho cô. Cái tên đê tiện này thì đem mọi chuyện này cho ông gây ra. Làm muốn gì đây? Gì chứ? Ông còn đóng kịch hả? Tôi cảnh cáo cậu, không bằng không chứng, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng. Nếu anh còn không đi, tôi gọi bảo vệ đó. Sao